em Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả các bác. Và đến với hôm nay thì Quốc Hùng lại lên một cái video combo sản phẩm karaoke để phục vụ tất cả các bác. Và combo hôm nay em lên đó là một chiếc đĩa đến từ Mỹ, đó là chiếc đĩa cover BM950. Và chiếc đĩa này hiện tại là đang có mức giá là 13 triệu. Con này thì nó có công suất là 475W trên một kênh và chạy là 24 con sò Toshiba xanh đen nha. Đây. Ở giữa là một chiếc quang, một chiếc quang số BCKX6. Chiếc quang này thì hiện tại thì đang có mức giá là 3.200.000, giá cực kỳ là tốt cho anh em. Và chất âm của nó, chất lượng của nó thì vượt xa tầm giá cho các bác nha. Trên thì là một chiếc mic UHF, đầu là IF. Đấy, một chiếc mic cực kỳ là chất lượng. Và đến với hãng UHF thì tất cả các bác biết rồi, hãng cực kỳ là chắc luôn. Với đô lo hôm nay em ghép đó là đô lo Bose 301 Series 4. Đấy, 301 Series 4 sử dụng một chung, một bass 20 và một chép. Lo chuyên karaoke nghe nhạc. Đấy. Và hôm nay thì Quốc Hùng sẽ test bộ combo này để phục vụ tất cả các bác cùng toàn thể tất cả anh em. Và mời tất cả các bác và anh em theo tham khảo và theo dõi video nhé. Đấy, bây giờ em sẽ test nhạc trước cho các bác cùng nghe qua chất âm của cái bộ karaoke phối ghép này. Xin phép được báo giá luôn cho tất cả anh em về bộ sản phẩm em phối ghép nha. Thì bộ sản phẩm phối ghép gồm chiếc đĩa cover BM950 có giá là 13 triệu với bao ship toàn quốc tại các bác. Chiếc vang là 3.2 triệu, mic là 3.8 triệu và đôi lo Bose 301 Series 4 có giá là 8.500.000. Đấy. Và hàng thì tất cả các em bao ship ở tận nhà cho các bác, và bác nào lấy combo nghiêm cao bộ thì sẽ có giá cực kỳ là tốt cho các bác. Đấy. Với bộ sản phẩm này thì nó sẽ có mức giá là dưới 20 triệu, dưới 30 triệu nha các bác nha. Đấy. Vàng mic 7 với đổi là 13 là 20 với cặp lo là 8.5 triệu nha. Rồi là 8.5 triệu, là 28.500.000. Thì bác nào lấy cả combo như thế này thì bên em sẽ có một mức giá hợp lý cho các bác cùng chơi. Đây, dưới 30 triệu tất cả bác có ngay một bộ combo về chỉ việc hát hò nghe nhạc cực kỳ là hay và phê. Giờ thì em xin phép test cái bộ dàn karaoke, bộ combo sản phẩm này cho tất cả bác xem. Vâng, mic này mic UHF nha các bác nha. Đây. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Vâng, em sẽ thử test một cái ca khúc nha các bác. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6.
còn hơi chúng ta nỗi xa đi những gì từ một tình ngày ngủ chi vì ngày mà cách xa sẽ không còn gì để hôn tránh nhau. Người tình ơi, dù lòng em đổi thay, trái tim tôi vẫn mong em đừng buồn, đừng quan tâm về chuyện hai chúng ta. Cuộc tình mình xem như là cơn gió. Người tình ơi, ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao, lòng anh đau nhìn về những ngày xưa. Tình xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ lãng quên, dù ngày mai đã mãi mãi không còn đâu. Thôi mình trốn sâu trong tim một cuộc tình đau, giọt nước mắt không cho người đi. Kỳ là ok các bác nha, hát rất là nhẹ thì, và những cái dòng sản phẩm này thì bên em quang và mic thì bên em là hàng mới nha các bác, hàng mới, hàng đập hộp cho các bác luôn đấy, hàng còn nghiêng hộp và đòi đủ phụ kiện cho các bác chơi. Quang số thì nó về cái độ effect thì nó mềm và mượt hơn đấy, mượt hơn và hát karaoke nghe nó hay hơn là những dòng quang cơ. Và giá thì nó chỉ là 3.200.000 một chiếc quang này nha các bác nha. Mic là 3.8 thì các bác nào lấy cái hết cái bộ dàn âm thanh này thì bên em sẽ có giá cực kỳ là tốt. Vâng, thì đó là cái bộ sản phẩm mà hôm nay em muốn giới thiệu cho tất cả các bác. Và mọi chi tiết mua sắm sản phẩm thì tất cả các bác liên hệ với Quốc Hùng qua số điện thoại trong màn hình nha. Rất cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại tất cả các bác video sau.